Đàm Vĩnh Hưng bật khóc khi nói về cuộc đời Thanh Thảo. Thưa quý vị, tối 25 tháng 3 vừa qua, tập 6 của chương trình Trời Sinh Một Cặp được phát sóng. Trong tập này, diễn viên hài Kiều Anh là giám khảo khách mời bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Hà. Long đẹp trai và huấn luyện viên Thanh Thảo chọn thể hiện duyên phận, cả hai hóa thân vào vai chị em mồ côi. Nhân vật của Thanh Thảo hết lòng nuôi ba em nhỏ trong căn nhà lụp xụp. Cuộc sống quá khó khăn khiến cô không có thời gian để hẹn hò với bất cứ chàng trai nào. Khi đến tuổi cập kê và có chào bác sĩ ở làng hỏi cưới, cô đã đấu tranh nội tâm khá dữ dội và quyết định không lấy chồng để ở vậy nuôi các em của mình khôn lớn nên người. Trước phần trình diễn của Thanh Thảo và Lòng Đẹp Trai, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng xúc động chia sẻ: "Tôi đã ba lần chạm tới cảm xúc tê buốt trong bài hát này. Sự trùng phùng chia ly trong gia đình thực sự rất dễ hạ gục tôi. Ở khúc cuối, khi Thanh Thảo hát gần giọng và nói không cần lấy chồng để lo cho gia đình, tôi đã chịu không nổi." Nói đến đây, Mr. Đàm đã bật khóc. Anh nói thêm: "Tôi xúc động vì đây là câu chuyện thật trong cuộc đời Thanh Thảo. Suốt 20 năm qua, Thảo đã nhiều lần hy sinh hạnh phúc nhỏ của mình, gánh vác rất nhiều thứ để lo cho hạnh phúc của các em." Nghe chia sẻ của đàn anh, nữ ca sĩ nghẹn ngào khóc trên sân khấu. Vốn là người có tính mạnh mẽ, Thanh Thảo là người chị hết lòng lo cho các em, thậm chí còn nhận nuôi con trai của em gái ruột là Thủy Anh để Thủy Anh yên bề gia thất bên gia đình mới. Giám khảo Thanh Hà cũng dành lời khen cho cặp đôi: "Tôi rất thích tiết mục này vì Thảo đã quá thân và làm rất tốt. Tôi cũng thích giọng của Long, em hát bolero rất thông thả, nhịp cũng rất tốt." Kết quả, Long đẹp trai và Thanh Thảo nhận được 29,5 điểm từ ban giám khảo. Tập 7 của Trời Sinh Một Cặp phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 1 tháng 4 trên VTV3.